review sách mình sinh ra đâu phải để buồn. Nếu một ngày bạn chán nản và chẳng có một tí hứng thú nào vậy thì mình sinh ra đâu phải để buồn là một lời đề nghị mà bạn nên một lần trải nghiệm thử. Đối với những ai là bạn đọc của Iris Cao và Hamlet Trương, chắc hẳn đã quá quen thuộc với giọng văn của họ, một phong cách không trùng lập với ai cả. Sẽ thật tuyệt nếu một ngày mưa đắm chìm trong giọng văn thăng trầm nhưng cũng không kém phần lãng mạn của Iris Cao và cũng thật tuyệt khi trong quyển sách còn có sự góp mặt của Hamlet Trương. Cách viết của anh sẽ khiến bạn bất ngờ bởi những góc nhìn mới trên một vấn đề cũ, một lời văn tản mạn nhưng không xa vời thực tế. Hai nhà văn thông qua quyển sách đã nói lên những vấn đề quen thuộc mà người trẻ thường gặp, tình yêu, nỗ lực thay đổi, gia đình. Đôi nét về quyển sách mình sinh ra đâu phải để buồn. Nhà xuất bản, nhà xuất bản văn học. Giá bìa, 75.000 đồng. Thể loại, tản văn. Giới thiệu về hai tác giả Iris Cao và Hamlet Trương. Iris Cao là một nữ nhà văn trẻ, một cây bút đầy năng lực và tài năng mà điều đó đã được chứng minh qua các tác phẩm ai rồi cũng khác thương nhau để đó mỉm cười cho qua với xuất thân là một cô sinh viên ngành quảng cáo truyền thông ở singapore iris cao còn từng có mặt trong một đội tuyển bóng rổ thành phố ấy thế mà cô nàng cá tính lại sở hữu tâm hồn đa sầu đa cảm và một giọng văn đầy lãng mạn nên thơ với kinh nghiệm làm việc ở công ty lớn như ian tv web pro cô là một cây bút một nhà văn được nhiều độc giả đón đọc và ủng hộ hamlet trương một cử nhân ngành luật học, được biết đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ, người dẫn chương trình radio, talk show và một nhà văn với nhiều quyển sách được công chúng đón đọc. Các tác phẩm mà Hamlet Trương đã cho ra mắt, Tay tìm tay níu tay, mỉm cười cho qua và thương nhau để đó là sự kết hợp tuyệt vời cùng với Iris Cao. Lời nhắn, thông điệp của quyển sách. Mình sinh ra đâu phải để buồn. Mỗi ngày trong cuộc đời mỗi chúng ta là một nốt thang trầm, có lúc cao, có lúc lại thấp đến lạ kỳ. Chúng ta làm sao có thể tránh khỏi được những điều đó? vậy nên cái chính mà mỗi người có thể làm là rèn luyện thói quen thái độ để đối mặt với những việc đó điều hạnh phúc nhất mà iris cao đã viết rất hay rằng mỗi sáng thức dậy thấy ban mai ngoài cửa nhìn giọt nắng rớt trên vai mình và biết rằng ừ thì vẫn còn đó một ngày để sống để yêu cuộc đời sẽ mãi như thế chúng ta vẫn phải sống trọn vẹn tới hơi thở cuối cùng quyển sách như một người bạn chia sẻ từng suy nghĩ và cảm giác của chính hai nhà văn đối với độc giả của mình chỉ cần một ngày bạn còn muốn chúng tôi đồng hành chúng tôi sẽ viết sẽ hát sẽ là một bạn tâm giao, sẽ là một người dẫn đường cho hành trình cảm xúc bất tận của bạn. Trích dẫn hay từ mình sinh ra đâu phải để buồn. Người ta vốn dĩ không thương mình mà mình mang cả lòng dạ này hướng về người ta. Vậy là người ta bất công với mình hay tự mình bất công với mình? Đừng coi ai là tất cả. Vì mất người ta rồi xem như mất tất cả. Thế mà, anh là tất cả của em. Vì mất anh hay mất tất cả với em cũng như nhau cả thôi. Hạnh phúc luôn sẽ trở lại. Không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác. Con người được sinh ra để tìm thấy hạnh phúc quanh mình, dẫu đôi lúc nỗi buồn che đôi mắt, cứ tin là hạnh phúc sẽ trở lại, vì mình sinh ra đâu phải để buồn. Thân với tâm là một, không có cái nào quan trọng hơn cái nào cả đâu, hay thương quan trọng hơn cái nào cả đâu. Hãy thương thân mình vì cuộc đời này rất nặng, chúng ta còn phải nâng đỡ chính mình và những người thân, trước hết là bằng một tấm thân khỏe mạnh lý do nên chọn đọc mình sinh ra đâu phải để buồn. Nếu bạn là một người đọc mong muốn bổ trợ thêm về viết lách, ngôn từ và cách diễn đạt trôi chảy thì quyển sách là một lựa chọn vô cùng phù hợp với giá tiền và chất lượng nội dung. Xuyên suốt quyển sách sẽ có hình ảnh làm cho chúng ta dễ đọc và thư giãn hơn trong quá trình đọc. Hamlet chương là một cây bút vô cùng tài năng, đọc những câu chữ của anh, bạn sẽ chiêm nghiệm được những bài học mà trước đó chúng ta dường như chưa từng nghĩ đến. Anh còn nhìn vấn đề ở một góc độ khiến chúng ta bất ngờ, từ đó cũng có những lời khuyên cho một cách sống đúng đắn và cũng đúng với tiêu đề sách mình sinh ra đâu phải để buồn iris cao sẽ cho độc giả của cô những dòng tâm tình lãng mạn của một tình yêu có thể là tình yêu tan vỡ nhưng để lại những bài học thú vị trong đời một tình yêu bình dị nhưng đẹp đến lạ vậy nên mình sinh đâu phải để buồn rất đáng cho chúng ta lựa chọn